Cô xin chào tất cả các em. Cô rất vui được đồng hành với các em trong chương trình môn tiếng Việt lớp 3 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tuần 20. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau nghe viết bài Trăng trên biển. Mời các em mở sách giáo khoa trang 18. Chúng mình cùng nhau học bài nhé. Đây là nội dung bài viết của chúng ta hôm nay. Các em nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Trăng trên biển, trăng trên sông, trên đồng, trên làng quê, tôi đã thấy nhiều. Duy trăng trên biển lúc mới mọc, thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy. Đẹp quá sức tưởng tượng, màu lòng đỏ trứng mỗi lúc một sáng hồng lên. Rất trong, càng lên cao, trăng càng nhỏ dần, càng vàng dần, càng nhẹ dần. Bầu trời cũng sáng xanh lên, mặt nước lóa sáng. Cả một vùng nước sóng sánh, vàng chói lọi. Theo Trần Hoài Dương. Vừa rồi các em đã nghe cô giáo đọc mẫu đoạn bài viết. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình. Chúng mình hãy đọc lại bài viết một lần nhé. Các em đọc xong chưa? Cho cô biết, trong bài viết, chúng mình thấy trăng có đặc điểm gì? À, các em ạ, trăng ở trong bài đọc có đặc điểm là có màu nòng đỏ trứng, mỗi lúc một sáng hồng lên, rất trong. Và càng lên cao thì trăng càng nhỏ dần, càng vàng dần và càng nhẹ dần đấy. Cho cô biết, khi viết, chúng mình cần lưu ý điều gì? À, khi viết thì chúng mình cần lưu ý là chúng ta sẽ đọc thầm đoạn văn và ghi nhớ những từ ngữ khó đọc, dễ viết sai và lưu ý cách trình bày bài viết đấy. Vậy chúng mình hãy cho cô biết trong bài đọc này những từ ngữ nào chúng mình cảm thấy khó đọc và dễ nhầm lẫn nào? Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện viết một số tiếng từ khó dễ nhầm lẫn nhé. Cô mời các em hãy lấy bảng con, chúng mình cùng nhau luyện viết nào. Trước tiên chúng mình sẽ viết cho cô từ sáng hồng. Sáng hồng. Khi viết tiếng sáng, chúng mình lưu ý viết là sờ. Tiếp theo, viết cho cô từ sáng xanh. Sáng xanh. Ở từ này, các em cần lưu ý tiếng sáng chúng ta viết là sờ, còn tiếng xanh chúng ta sẽ viết là sờ. Tiếp tục viết cho cô từ sau. Lóa sáng. Lóa sáng. Khi viết từ này, các em lưu ý tiếng lóa chúng ta viết là L. Tiếng sáng chúng ta sẽ viết là S. Tiếp tục chúng mình viết cho cô từ sóng sánh. Sóng sánh. Ở từ này thì cả hai tiếng chúng mình đều lưu ý viết là phụ âm S. Bây giờ cô mời chúng mình hãy đọc lại những từ khó này nhé. Sáng hồng, sáng xanh, lóa sáng, sóng sánh. Khi viết, chúng mình hãy lưu ý những tiếng từ khó này để khỏi viết nhầm lẫn nhé. Và khi trình bày bài viết, chúng mình cần lưu ý như sau. Khi bắt đầu viết đoạn văn, chúng mình sẽ lùi vào một ô so với lề vở và bắt đầu viết hoa đầu đoạn văn. Khi viết, chúng mình sẽ lưu ý là cuối mỗi câu sẽ có dấu chấm và sau dấu chấm chúng mình sẽ viết hoa tiếng đầu tiên của câu. Chúng mình hãy cùng nhau quan sát bài mẫu nhé. Khi viết thì tên đầu bài chúng mình sẽ viết vào giữa vở và bắt đầu viết thì đầu đoạn văn chúng ta sẽ lùi vào một ô so với lề vở và viết hoa chữ đầu đoạn, đầu câu. Và khi hết
Dòng, chúng mình sẽ xuống dòng và lùi sát vào lề vợ. Bây giờ chúng mình đã sẵn sàng viết bài chưa? Cô trò chúng mình cùng nhau viết bài nhé. Các em hãy lấy vở, ô ly, bút và ngồi đúng tư thế để chúng ta viết bài nào. Trăng trên biển, chúng ta viết vào giữa vợ, cách 4 ô sau mới lề vợ. Trăng trên biển. Trăng trên biển. Xuống dòng, lùi vào một ô so với lề vở, chúng ta bắt đầu viết. Trăng trên sông. Trăng trên sông. Trăng trên sông. Phẩy. Trên đồng. Trên đồng. Trên đồng. Phẩy. Trên làng quê. Trên làng quê. Trên làng quê. Trên làng quê. Phẩy. Tôi đã thấy nhiều. Tôi đã thấy nhiều. Tôi đã thấy nhiều. Chấm. Duy trăng trên biển. Duy trăng trên biển. Duy trăng trên biển. Lúc mới mọc. Lúc mới mọc. Lúc mới mọc. Thì đây là. Thì đây là. Thì đây là. Lần đầu tiên. Lần đầu tiên. Lần đầu tiên. Tôi được thấy. Tôi được thấy. Tôi được thấy. Chấm. Đẹp quá sức tưởng tượng. Đẹp quá sức tưởng tượng. Đẹp quá sức tưởng tượng. Chấm than. Màu lòng đỏ trứng. Màu lòng đỏ trứng. Màu lòng đỏ trứng. Màu lòng đỏ trứng. Mỗi lúc một sáng hồng lên. Mỗi lúc một sáng hồng lên. Mỗi lúc một sáng hồng lên. Phẩy. Rất trong. Rất trong. Rất trong. Chấm. Càng lên cao. Càng lên cao. Càng lên cao.
phẩy, trăng càng nhỏ dần. Trăng càng nhỏ dần. Trăng càng nhỏ dần. Phẩy, càng vàng dần. Càng vàng dần. Càng vàng dần. Phẩy, càng nhẹ dần. Càng nhẹ dần. Càng nhẹ dần. Chấm. Bầu trời cũng sáng xanh lên. Bầu trời cũng sáng xanh lên. Bầu trời cũng sáng xanh lên. Chấm. Mặt nước lóa sáng. Mặt nước lóa sáng. Mặt nước lóa sáng. Mặt nước lóa sáng. Chấm. Cả một vùng nước. Cả một vùng nước. Cả một vùng nước. Cả một vùng nước. Sóng sánh. Sóng sánh. Phẩy, vàng chói lọi. Vàng chói lọi. Vàng chói lọi. Chấm hết. Như vậy vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện viết bài Trăng trên biển. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần luyện tập nhé. Yêu cầu làm bài tập A hoặc B. Ý A, chọn tiếng phù hợp thay cho ô vuông. Các em hãy quan sát ở trên mỗi quả xoài là những tiếng và bên cạnh tiếng đó có ô vuông. Vậy ô vuông ở đây chúng mình sẽ lựa chọn các tiếng để chúng ta thay vào vị trí ô vuông ghép với tiếng đã cho ở trên hình quả xoài để tạo thành một từ phù hợp đấy. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình có thể lựa chọn tiếng để thay cho ô vuông nhé. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nào. Ở quả xoài đầu tiên chúng mình thấy có tiếng sinh. Chúng ta sẽ lựa chọn là sôi hay xôi để thay cho ô vuông. Từ đúng ở đây đó là từ sinh sôi. Ở đây là từ xào sạc. Chúng ta sẽ lựa chọn là từ xào sạc. Từ sinh sôi. Từ san ghép với tiếng sẻ thành từ san sẻ. Sáng ở đây chúng ta sẽ lựa chọn tiếng sủa để thay cho ô vuông. Đó là từ sáng sủa. Như vậy sau khi lựa chọn tiếng phù hợp thay cho ô vuông, chúng mình được các từ như sau. Sinh sôi, xào sạc, san sẻ, sáng sủa. Qua bài tập 2 ý A giúp chúng mình củng cố về cách chúng ta lựa chọn tiếng sao cho phù hợp. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm bài tập 2 ý B. Tìm từ ngữ có tiếng chứa vần ắt hoặc ắt có nghĩa như sau. Ý đầu tiên là tàu thuyền vướng vào chỗ cạn, không đi được. Ý thứ hai là hoạt động thu hoạch lúa,
Ý thứ ba là làm sạch quần áo bằng cách vò, rũ trong nước. Các em lưu ý tìm từ ngữ và trong từ ngữ đấy sẽ có tiếng chứa vần ắt hoặc vần ắt với những cái nghĩa mà đã cho rồi. Bây giờ cô mời các em dựng hình để chúng mình làm bài nhé. Chúng ta cùng nhau chia sẻ nào. Tàu thuyền vướng vào chỗ cạn không đi được, người ta gọi là mắc. Tiếng mắc có chứa vần ắt. Hoạt động thu hoạch lúa đó chính là gặt. Gặt lúa, khi lúa đã chín thì trong tiếng gặt có chứa vần ắt. Làm sạch quần áo bằng cách vò, rũ ở trong nước thì người ta gọi là giặt. Giặt có tiếng giặt này có chứa tiếng có vần ắt đấy. Như vậy qua bài tập này giúp chúng mình củng cố về cách phân biệt vần ắt hoặc vần ắt. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm bài tập số 3. Bài tập 3 yêu cầu như sau. Đặt hai câu với từ ngữ tìm được ở bài tập số 2. Cô giáo ví dụ như cô đặt câu với từ ở bài tập 2 đó là từ mắc. Cô có câu như sau. Hàng chục chiếc xe ô tô bị mắc cạn trên đường phố. Tức là ở đây những chiếc xe bị tắc đường. Tương tự như vậy, các em hãy lựa chọn đặt cho mình hai câu với từ ngữ vừa tìm được ở bài tập số 2 nhé. Mời các em bấm dừng hình để chúng mình làm bài. Chúng ta đã đặt được câu chưa? Quan sát câu của cô nhé. Các bác nông dân đang gặt lúa ngoài đồng. Tiếng gặt có chứa vần ắt. Em thường tự giặt áo sơ mi của mình. Tiếng giặt có chứa vần ắt. Như vậy là vừa rồi chúng mình đã hoàn thành nội dung của tiết học rồi đấy. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.